Tin sáng ngày 11 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine, ông Putin có thể tàn phá các nước vùng Baltic như đã làm với Bắc Mút và Abdiivka. Ukraine ngăn chặn thành công của tấn công xuyên đêm bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Nga ngăn chặn thành công đợt không kích của Ukraine tại vùng Benkrov. Một người lái ô tô lao thẳng vào cổng Trung Nam Hải. Bất động sản Bắc Kinh có nơi giảm sâu đến 40%. Tổng thống Joe Biden nói thủ tướng Israel đang làm tổn thương Israel. Bắt giữ một người đàn ông đâm ô tô vào cổng cung điện Buckingham. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 11 tháng 3 của DKN, sau đây là phần nội dung chi tiết. Gần đây, cơ quan tình báo Litva đã đưa ra một báo cáo chung khẳng định Nga có đủ nguồn lực để chiến đấu ở Ukraine với cường độ hiện tại trong ít nhất 2 năm nữa. Đồng thời, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với NATO, đặc biệt là ở vùng khu vực biển Baltic và họ đang dần mở rộng khả năng quân sự ở các khu vực phía Tây. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuliba từng nói rằng nếu Nga tấn công các nước NATO vùng Baltic, thì các nước này sẽ phải chịu thất bại và nếu bất kỳ thành phố nào được giải phóng sẽ bị chiến tranh tàn phá, giống như các thị trấn Bắc Mút và Abdiyevka. Ngoại trưởng Kuleba tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu Tổng thống Nga phát động cuộc chiến, thì các nước vùng Baltic họ sẽ dũng cảm đứng lên chống lại và NATO sẽ phải mất thời gian để quyết định các ứng phó. Ông Kuleba nói, cuối cùng tôi nghĩ NATO sẽ thắng thế. Tuy nhiên, hãy nhìn Bắc Mút và hãy nhìn Abdiyevka. Đây là những gì mà các quốc gia vùng Baltic sẽ phải hứng chịu tương tự sau những cuộc giao tranh dữ dội. Vì lý do này, Ngoại trưởng Ukraine cho biết Cách rẻ nhất và an toàn nhất để ngăn chặn tất cả những điều này là hỗ trợ người Ukraine chiến đấu chống lại Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã phòng thủ thành công trước các cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Phòng không Ukraine bắn hạ 35 máy bay không người lái loại Shahed chỉ trong vòng 4 giờ và đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô từ Nga hôm 10 tháng 3 chỉ gây ra một sự cố mất điện nhỏ. Theo Mikolai Omichak, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, các cuộc tấn công qua đêm của Nga nhằm vào nhiều khu vực khác nhau đã không thành công. Theo Ukrainska Pravda, quân đội Ukraine đã bắn 4 tên lửa phòng không dẫn đường S-300 vào các khu vực Kharkiv và Donetsk và phóng 39 chiếc S-2 từ đêm ngày 9 đến ngày 10 tháng 3. Trong số 39 máy bay không người lái Nga, có 35 chiếc đã bị bắn hạ trên nhiều khu vực khác nhau của Ukraine, bao gồm Cherkasy, Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson, Kyiv và Zhytomyr. Báo cáo của Ukraine cho biết các nhóm hỏa lực cơ động, máy bay chiến đấu, đơn vị tên lửa phòng không và hệ thống tác chiến điện tử đã cùng phối hợp phòng thủ. Tính riêng ở miền Nam Ukraine, các đơn vị phòng không đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Nga đến từ biển và từ các khu vực chiếm đóng ở Kherson. Được biết cuộc phòng thủ này kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Một trong những chiếc máy bay không người lái Nga đã làm hỏng đường dây điện ở vùng Mykolaiv và gây ra sự cố mất điện trên phạm vi nhỏ. Một chiếc khác tấn công một cơ sở công nghiệp và đốt cháy một tòa nhà và lính cứu hỏa của Ukraine đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Đáng chú ý, không có ai bị thương trong các cuộc tấn công xuyên đêm từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 3 vừa qua. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo rằng nỗ lực tấn công của Kyiv bằng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn và phá hủy hoàn toàn trên lãnh thổ vùng Bengrop. Tờ Sputnik dẫn tin Bộ Quốc phòng vào khoảng 22 giờ theo giờ Moscow, nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Trước đó, hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 47 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Bengrov, Kursk, Volgograd và Rostov. Vào dạng sáng ngày 10 tháng 3, một chiếc ô tô lao bất ngờ thẳng vào Trung Nam Hải. Trung Nam Hải đang diễn ra kỳ họp lưỡng hội quan trọng của Trung Quốc, bất chấp lực lượng canh gác dày đặt, bằng cách nào đó, một chiếc ô tô đã lao thẳng vào cổng Tân Hoa của Trung Nam Hải. Ai cũng biết Trung Nam Hải được xem là trung tâm chính trị của Trung Quốc và cổng Tân Hoa là lối vào quan trọng nhất nằm ở phía Nam. Nơi đây có hai khẩu hiệu, Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại muôn năm và tư tưởng Mao Trạch Đông bất khả chiến bại. Phía sau lối vào có khẩu hiệu, vì nhân dân phục vụ là chữ viết tay của Mao Trạch Đông. Đoạn video cho thấy một chiếc ô tô màu đen đang chạy và lao thẳng vào trước cổng Tân Hoa ở Trung Nam Hải và một nhóm nhân viên an ninh đã lao ra khống chế tài xế và khiêng anh ta đi ngay sau đó. Sau vụ việc lao xe vào cổng Tân Hoa, một cư dân mạng ngay lập tức đăng tải nội dung rằng sáng sớm ngày 10 tháng 3 năm 2024, tại Bắc Kinh, khi mà các đại biểu của kỳ họp lưỡng hội còn đang ngủ và đường phố tràn ngập cảnh sát vũ trang và cảnh sát đặc nhiệm, toàn bộ Bắc Kinh được bảo vệ nghiêm ngặt Bất ngờ, một người đã lái xe về và đâm vào cổng Tân Hoa với tốc độ cao. Video ghi lại cảnh lao xe vào cổng Tân Hoa của Trung Nam Hải đã lan truyền trên nền tảng mạng SoX và gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi. Hiện các cơ quan chức năng chưa thể xác định nguyên nhân vụ việc từ đâu. Tồn tại một giả thuyết rằng vụ lao xe vào Trung Nam Hải là hành động cố ý phá hoại. Nhiều người thắc mắc, trong kỳ họp lưỡng hội, công tác an ninh được thắt chặt, đường phố tràn ngập cảnh sát, chó nghiệp vụ khắp nơi và người lái xe làm cách nào để có thể lao chiếc xe này vào đến cổng Tân Hoa. Cư dân mạng Tustone đăng tải rằng một chiếc ô tô màu đen đã không thể tông vào cổng Trung Quốc trong hai phiên giao dịch. Trong kỳ họp lưỡng hội của Trung Quốc năm nay, các biện pháp an ninh chưa từng có đã được thiết lập ở Bắc Kinh. Số người mặc thường phục trước cổng Tân Hoa Xã ở Trung Nam Hải đã tăng hơn gấp đôi và xe cảnh sát đóng tại mọi gã tư trên đại lộ Trường An. Dưới sự giám sát chặt chẽ như vậy, sự việc trên vẫn có thể xảy ra khiến nhiều cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Các giả thuyết cũng không loại trừ việc người lái xe này cố tình xông vào cổng Tân Hoa Xã để chút giận vì không có cách nào để khiếu nại. Theo đại kỷ nguyên tiếng Trung, hiện tại, truyền thông Trung Quốc không phủ nhận nhưng vẫn chưa công khai về vụ việc trên. Trong khi các quan chức Trung Quốc vẫn chưa tìm ra giải pháp cho thị trường bất động sản tại kỳ họp lưỡng hội, thì giá nhà ở tại Trung Quốc liên tục được trào giá thấp để tăng tính thanh khoản, một sự thật không thể chối cãi là thị trường bất động sản Trung Quốc đã bước vào chu kỳ suy thoái và việc ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất đã khiến người dân ồ ạt bán nhà sau Tết Nguyên đán. Tại khu vực nghỉ cách quảng trường Thiên An Môn chừng 5 km, giá nhà ở giao dịch giảm tới 40% so với mức đỉnh của năm 2021. Sau Tết Nguyên đán, việc giảm giá bất động sản xuống đến 40% tại một khu dân cư của Bắc Kinh đã trở thành chủ đề nóng. Cộng đồng dân cư này chỉ cách quảng trường Thiên An Môn 5 km và cách công viên Thiên Đàn chỉ 2 km. Tại đây, một căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 106 m2 đã được bán với giá 37.000 nhân dân tệ 1 m2, tương đương với 128 triệu đồng trên 1 m2. So với thời điểm cao nhất của năm 2021, mức giá này đã giảm 40%. Theo những người am hiểu thị trường bất động sản Bắc Kinh, mối quan hệ cung cầu trên thị trường bất động sản Bắc Kinh đã hoàn toàn mất cân bằng và đảo ngược sang trạng thái cung nhiều hơn cầu. Hiện tại, nhiều người dân muốn bán những ngôi nhà cũ và mua những ngôi nhà mới phù hợp hơn với nhu cầu và thu nhập hiện tại của họ. Nhiều trường hợp người dân cần tiền gấp để ra nước ngoài và đã bán căn nhà với giá rẻ chỉ khoảng 1 triệu nhân dân tệ, là khoảng 3,4 tỷ đồng. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cách tiếp cận của ông Benjamin Netanyahu đối với cuộc chiến ở Gaza đã làm tổn thương Israel nhiều hơn là giúp đỡ Israel. Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn mới được phát sóng gần đây và phát biểu này thể hiện ngày càng rõ sự thiếu kiên nhẫn của nhà lãnh đạo Mỹ với người đứng đầu nhà nước Israel. Với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày càng nghiêm trọng, tổng thống Mỹ đã liên tục đưa ra những nhận xét trái ngược nhau liên quan đến danh giới đỏ trong cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Gaza. Ông Biden nói, ông Netanyahu có quyền bảo vệ Israel, có quyền tiếp tục theo đuổi Hamas, nhưng ông ấy phải chú ý hơn đến những sinh mạng vô tội đang bị mất do hậu quả của các hành động đã qua. Ông Biden đi đến kết luận, theo quan điểm của tôi, ông ấy đang làm tổn thương Israel nhiều hơn là giúp đỡ Israel. Về khả năng Israel xâm lược Rafah, nơi có khoảng 1,5 triệu cư dân Gaza hiện đang tập trung, ông Biden lại nói rằng, đó là danh giới đỏ và tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Israel. Việc phòng thủ của Israel vẫn rất quan trọng. Bất chấp sự thay đổi trong những phát biểu của ông Biden, chính quyền của ông đã nhanh chóng phớt lờ lời kêu gọi của các nhà hoạt động nhằm cắt giảm hàng tỷ đô la viện trợ quân sự mà Hoa Kỳ gửi cho Israel. Cảnh sát Anh hôm qua cho biết một người đàn ông đã bị bắt sau khi điều khiển một chiếc ô tô đâm vào cổng cung điện Buckingham ở trung tâm London. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một chiếc ô tô ở cổng trước của cung điện và truyền thông Anh đã dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào dạng sáng hôm qua. Lực lượng vũ trang đã bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường. Người đàn ông này đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Hiện tại chưa có bất kỳ báo cáo về bất kỳ thương tích nào. Cảnh sát London cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân và động cơ vụ việc. Cung điện Buckingham thông tin không có thành viên hoàng gia nào có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc và hiện tại công tác sửa chữa cổng cung điện đang được tiến hành. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây xin kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Mai anh xin kính chào và hẹn gặp lại.